Tập 6. Vũ Phi, Đào. Không sao, không sao rồi. Đi thôi. Đi. Anh vẫn còn ở trong đó. Anh của em vẫn còn ở trong đó. Mà cứu ở đấy đi. Anh ấy đâu rất nguy hiểm. Anh còn không sao đâu. Không có chuyện gì. Giờ anh ấy đang ở trong đó một mình. Đi cứu anh ấy đi. Con xin cha. Đức Thắng à. Đào, lên xe. Sao cha lại lừa con? Cha nói anh cảm tưởng đi dùng khác rồi mà. Sao cha lại lừa con? Về rồi nói. Về rồi ta nói cho con nghe. Đào, lên xe. Đi đi. Không hay rồi. Cô ta đã ca chết rồi. Ai làm vậy? Không rõ. Có lẽ đã chạy mất rồi. Đường Tông Điên đâu? Cấp cứu không có tác dụng, chết rồi. Sao cơ? Chết vì suy tim. Suy tim. Lập tức vào bệnh viện kiểm tra từng người một. Tất cả những kẻ đáng nghi đều phải ở lại bệnh viện. Không ai được đi đâu hết. Trưởng ban, nếu giờ xong vào sẽ bị tôi giới pháp phản đối. Tôi không quan tâm được lắm chuyện như thế. Tin tình báo trên người của Đường Tông Điên quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Đi mau vào bệnh viện. Mau. Không được vào, ở yên đó. Tình hình thế nào rồi? Bị tập bã đâu? Đang quan sát ở bên ngoài viện. Lúc trước là sát thủ của Nhật xong vào viện. Á Nam xử lý rồi. Kế hoạch rất thuận lợi. Đường Tông Điên bị tuyên bố là đã chết. Án Nam đang làm thủ tục xuất viện. Được. Rõ. Anh Watanabe, đây là bệnh viện của Tô Giới. Anh không thể xông vào. Các anh tự ý xông vào như thế là hành vi vi phạm công ước quốc tế. Tôi được chính phủ Nam Kinh và công đồng cục cho phép, toàn quyền phụ trách việc bảo vệ Đường Tông Điên. Phải các anh tránh ra. Tôi kiểm tra nguyên nhân tử vong của Đường Tông Điên. Nhưng thông báo chúng tôi nhận được là 8 giờ sáng mai bàn giao cho các anh. Trước đó chỗ này do tôi phụ trách. Đường Tông Điên đã chết rồi. Chúng tôi phải lập tức điều tra. Không được. Tình hình ở đây tôi báo cáo lên cấp trên rồi. Trước khi nhận được mệnh lệnh, tôi không thể cho các anh vào. Không đến lượt các anh không cho đâu. Anh Watanabe, tôi muốn kháng nghị. Anh ngang nhiên coi thường công ước quốc tế như thế. Tôi phải tố cáo anh. Đội trưởng Trần. Cô Á Nam. Đội trưởng Trần, xảy ra chuyện gì vậy? Anh Watanabe kiên quyết được kiểm tra thi thể của ông Đường. Cô là ai? Tôi là thư ký mật của ông Đường. Á Nam, ông định làm gì? Cô Á Nam, tôi là người phụ trách tổ chức gián điệp ở Thượng Hải, Watanabe. Tôi đến để chấp hành công vụ. Chấp hành công vụ gì? Bảo vệ an toàn ở đây. Bảo vệ an toàn sao? Không lẽ các anh không biết ông Đường đã chết rồi sao? Chỗ này không cần bảo vệ nữa. Chính vì ông Đường đã chết nên chúng tôi phải đến để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Đường. Ông Đường chết vì suy tim. Đây là giá báo tử của bệnh viện. Anh có thể xem. Tôi đã nhận được thông báo từ chính phủ của Nam Kinh. Muốn tối hôm nay tôi phải lập tức đưa thi thể của ông Đường về Nam Kinh. Đồng nghiệp ở Thượng Hải của chúng tôi đã lên đường rồi. Quả Nam, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn giúp các cô thôi. Ông Đường đối với Nam Kinh các cô và với chúng tôi đều vô cùng quan trọng. Tôi bắt buộc phải đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra. Phía Nam Kinh giao ông Đường cho tôi cũng là vì tin tưởng tôi. Tôi bắt buộc phải chịu trách nhiệm.
Anh Watanabe, chính phủ Nam Kinh đã gửi thông báo cho tôi. Chúng tôi đã có cân nhắc. Không lẽ anh cứ nhất định phải can thiệp vào nội vụ của chính phủ Nam Kinh chúng tôi sao? Cô Á Nam, ông Đường đã qua đời rồi. Tôi chỉ muốn thuận tiện xác nhận chút thôi. Anh Watanabe, phiền ông tôn trọng ông Đường. Anh thấy anh làm thế này có phù hợp không? Thực ra vấn đề này không khó giải quyết. Tôi muốn phái một bác sĩ từ chỗ chúng tôi qua kiểm tra. Lời của người đó tôi sẽ tin. Xin hỏi anh Watanabe, rốt cuộc anh đang nghi ngờ cái gì? Chủ biên, giờ bên trong thế nào? Không ngờ có bên tổ chức gián điệp xông vào bệnh viện, giờ đang ở sảnh tranh cãi với người của phòng tuần bổ. Nghe nói là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Đường Tông Điên. Tên Watanabe này, người của phòng tuần bổ nhất định sẽ thua thôi. Giờ tình hình bên Á Nam rất bị động, chúng ta làm sao? Hắn muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Đường Tông Điên cũng tốt. Anh cứ dùng thân phận bác sĩ Tây xem xét tình hình đã. Tôi tới tiếp ứng ngay. Được. Chúng ta đi. Đường Tông Niên đột ngột bệnh chết từ lúc này, khiến Diệp Cẩm Đường cũng thấy ngoài dự đoán. Anh ấy phát hiện ra rằng đây có thể là kế hoạch bí mật di chuyển Đường Tông Niên của Cộng sản. Anh ấy để ý đến sự trầm ổn và bình tĩnh của Á Nam lúc này, càng ngày càng chắc chắn cô ấy chính là người của Đảng Cộng sản phụ trách bảo vệ Đường Tông Niên. Lúc này thuốc trong người của Diệp Cẩm Đường bắt đầu phát tác. Anh ấy bắt buộc phải rút khỏi bệnh viện, phải tìm cách nhanh chóng tìm ra tung tích của Đường Tông Điên. Đứng yên. Xin hỏi, đây có phải bệnh viện công tế không? Đây đúng là bệnh viện công tế. Giờ bệnh viện tạm thời đóng cửa, anh muốn khám bệnh thì phải đến chỗ khác. Xin lỗi, tôi đến để tìm Sơ Trần. Tôi là Sơ Trần đây. Xin hỏi anh là ai? Tôi là bác sĩ báo danh Stephen Trần. Thì ra là anh à? Sao bây giờ mới tới? Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi xảy ra chút chuyện làm lỡ mất giờ hẹn. Tôi muốn nhanh chóng tới gặp bệnh nhân của tôi, với nhận bàn giao từ bác sĩ chính của ông ấy. Rất tiếc, ông Đường Tông Điên vừa qua đời rồi. Sao cơ? Tôi nghe nói công đổng cục đã phái một bác sĩ mới từ nước ngoài về đến. Là anh phải không? Là tôi. Anh có giấy chứng minh của công đổng cục không? Có. Đây là văn bản của công đổng cục. Anh đến từ Nam Dương à? Đúng. Anh Watanabe, hay là thế này đi, để vị bác sĩ mới này giúp anh kiểm tra nguyên nhân cái chết của ông Đường. Anh thấy sao? Được. Nhưng cần kiểm tra anh ta trước đã. Không phải vấn đề. Được rồi, theo tôi. Người này thực sự đã chết.
Thời gian tử vong có lẽ là trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cho nên chưa xuất hiện thi ban. Nhưng cơ bắp đã bắt đầu co lại, các khớp cũng cứng lại rồi. Anh có chắc không? Có thể cách định. Ông ấy đã không còn dấu hiệu gì của sinh bệnh nữa rồi. Được rồi, đã vất vả cho anh. Anh Watanabe, anh kiểm tra thi thể xong rồi, chúng tôi đưa ông Đường đi được chưa? Cô Á Nam, người phía Nam Kinh của các cô đã tới, đang ở bên ngoài. Cảm ơn bà, chúng tôi sẽ tới ngay. Được. Anh Watanabe, mời. Tôi là đặc phái viên của Nam Kinh. Các anh làm thế này có vẻ quá đáng rồi đấy. Xin lỗi, giờ đang trong tình huống đặc biệt, ai ra vào bắt buộc phải kiểm tra. Đây là đặc phái viên Dương phải không? Tôi chính là Á Nam. Tôi đang đi công tác ở Thượng Hải thì đột nhiên nhận được lệnh từ phía Nam Kinh bảo tôi đưa thi thể của Đường Tông đi dừng ngay trong đêm. Không ngờ lại xảy ra tình huống thế này. Trưởng ban, cảnh này lấy được từ trên người hắn. Đây là gì vậy? Là thuốc của tôi. Thuốc tiêm dùng để chữa bệnh đau cơ. Anh là... Đây là người phụ trách tổ chức gián điệp Watanabe. Ý anh ấy là giờ chúng ta vẫn chưa thể đưa thi thể của ông Đường về. Tại sao? Rất xin lỗi, phía Nam Kinh đã giao cho chúng tôi toàn quyền phụ trách chuyện liên quan đến ông Đường. Cho nên chuyện này tôi không thể cẩu thả được. Anh Dương, tôi thật sự không hiểu tại sao phía Nam Kinh lại phải đưa thi thể về dội như vậy. Chuyện Đường Tông Liên định bỏ trốn chắc anh cũng biết. Đúng, chính vì biết Đường Tông Liên định bỏ trốn nên chúng tôi mới dội đưa thi thể về đấy. Ông Đường bị tấn công, khắp bộ lưu đồn đại ập ĩ. Chúng tôi lo là có kẻ lợi dụng chuyện này để gây rối. Ý ông Uông là mau chóng an táng ông Đường, sau đó công bố với bên ngoài là ông ấy chết vì gì không. Tại sao họ phải làm thế? Chuyện ông Đường muốn bỏ trốn chỉ có một số ít người biết. Một khi chuyện bị xé ra to, lòng người sẽ tan tác. Ông Uông đang cần dùng người, chúng tôi không muốn nhìn thấy kết quả như thế. Cho nên mong anh Watanabe có thể hiểu được cho cái khó của chúng tôi. Là vậy à? Cũng coi như rất dụng tâm rồi. Đúng thế, phía Nam Kinh đang gấp rút chuẩn bị lễ tưởng niệm. Chủ tịch U còn phải đích thân ra mặt. Chuyện quan trọng như vậy, anh Watanabe đã làm tốt như thế. Tôi rất cảm động. Anh Watanabe, bây giờ chúng tôi có thể đưa thi thể ông Đường đi chưa? Được, các người có thể đưa đi. Được. Ngoài ra còn có một chuyện, chúng tôi cần đưa một bác sĩ ở bệnh viện này đi, đến Nam Kinh nói rõ tình hình. Được. Sơ Trần, tôi có thể đưa vị bác sĩ này đi không? Bởi vì anh ấy là bác sĩ cuối cùng tiếp xúc với ông Đường. Không phải vấn đề. Cô Á Nam,
đưa người của các cô đi chuyển thi thể của ông Đường đi đi. Cảm ơn. Đặc phái viên Dương, theo tôi. Cáo từ. Thuốc giải của Đường Tông Điên bị Wanatabe lấy đi rồi. Làm sao đây? Trước hết đừng quan tâm chuyện thuốc giải. Được. Quả nhiên là Đường Tông Điên giả chết. Hơn nữa trong tay bọn họ cũng không có thuốc giải. Lúc trước các cậu đã vào kiểm tra phòng của Đường Tông Điên chưa? Kiểm tra rồi, không phát hiện gì cả. Thật sự phải để bọn chúng chuyển thi thể của Đường Tông Điên đi sao? Phía Nam kinh quyết như thế, giờ chúng ta cũng không tìm được bất cứ lý do gì để ngăn cản. Chúng ta vào bệnh viện ở Tô Giới Pháp đã là tự gây phiền phức cho mình rồi. Bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vậy bây giờ làm sao? Lục soát bệnh viện cho thật kỹ, đừng bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Rõ. Tìm cho kỹ từ góc một. Rõ. Phim được thuyết minh bởi Aramad Wasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải cậu với Chủ Phi đã về nhà rồi sao? Sao cô ấy vẫn ở bệnh viện? Tôi cũng không biết nữa. Được rồi, không nói chuyện gì nữa. Đường Tông Điên chết rồi. Như là giả chết. Cậu yên tâm, ông chủ biết kế hoạch của đảng cộng sản rồi. Chỉ cần bọn họ muốn đưa Đường Tông Điên ra khỏi Thượng Hải thì nhất định sẽ đến bến tàu. Tôi canh ở đây, cậu đi trước đi. Vậy tôi về xử lý chút đã, sau đó tìm cậu sau. Được. Đức Thắng, cẩn thận. Tạm biệt. Mỗi người được Tâm Liên từng tiếp xúc đều phải kiểm tra kỹ cho tôi. Rõ. Vũ Phi, nào, uống nước đi. Sao cha vẫn ở đây? Cha đến bệnh viện đi. Anh Cẩm Đường vẫn còn ở trong bệnh viện. Cha đưa anh ấy về đi. Không sao đâu. Anh ấy xảy ra chuyện. Con xin cha đó. Cha đưa anh ấy về đi. Không có chuyện gì đâu. Yên tâm. Không sao đâu. Yên tâm. Uống nước đi nào. Không phải cha bảo anh Cẩm Đường sao anh ấy lại xuất hiện trong bệnh viện? Tại sao anh ấy lại đi giết người? Không phải cha bảo Cẩm Đường đi giết người không? Không phải. Ta cũng lâu lắm rồi không gặp cậu ấy. Dạo này cậu ấy qua lại với ai ta cũng không biết. Cậu yên tâm. Thời gian nữa ta sẽ tìm cậu ấy về, hỏi rõ mọi chuyện. Cha lừa con. Cha biết từ lâu rồi, đúng không? Cha không cho con đến bệnh viện. Hôm nay cậu khăng khăng đưa con từ viện về, giúp ở nhà. Có phải cha bảo anh Cẩm Đường đi giết ông Đường không? Vũ Phi à, sức tưởng tượng của con phong phú quá rồi đấy. Đúng. Ta bảo người ở công đổng cục đưa con về nhà. Đó là vì ta biết ở bệnh viện quá nguy hiểm. Con có biết Đường Tông Điên là người thế nào không?
Hắn là tên đại hán gian, có bao nhiêu người muốn giết hắn con biết không? Con thì sao? Con lại là bác sĩ chính của hắn, ngày nào cũng ở gần hắn. Con có biết ta vì chuyện này mà mấy ngày không ngủ được không? Con mà có bệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao với mẹ con. Cha, cha đừng như thế. Vũ Phi, giờ tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ con. Ta giờ gửi đưa con từ bệnh viện về là vì ta lo cho con. Ta cũng muốn ủng hộ con. Ủng hộ con là một bác sĩ tốt. Nhưng rõ ràng ta biết con đang làm việc trong một môi trường rất nguy hiểm. Không lẽ ta không làm gì? Ta làm vậy là sai sao? Cha, con biết cha muốn tốt cho con. Sau này con sẽ nghe lời cha, được không? Được. Đừng sợ. Diệp Cẩm Đường cố gắng khiến mình giữ tỉnh táo. Anh ấy không ngờ để cứu Đường Tông Điên, Đảng Cộng sản đã sắp xếp cẩn thận như thế. Bởi vì một khi Đường Tông Điên rời khỏi Thượng Hải thì tức là nhiệm vụ của anh thất bại. Không biết ăn nói sao với Phùng Sở Lương. Nhưng anh cảm thấy tất cả những chuyện này có vẻ vẫn chưa kết thúc. Ở bệnh viện, anh lờ mờ nghe được chuyện liên quan đến thuốc giải. Đây có lẽ là manh mối duy nhất để anh ấy truy tìm Đường Tông Niên. Hôm nay tất cả chỉ là hiểu lầm. Hôm khác tôi sẽ đến tận nhà xin lỗi. Mọi người sẽ không chịu ấm ức vô ích đâu. Được rồi, vậy chỗ này giao cho các anh. Chúng tôi cho người rút trước. Chúng ta đi. Anh Watanabe, y tá của chúng tôi đã vất vả đến tận nửa đêm, lại còn làm bị cho quản sợ. Họ nhờ tôi đến hỏi, chúng tôi đã về được chưa? Tôi muốn xin Sơ Trần tha thứ. Xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi. Vậy tôi để họ về. Đợi đã. Tạm thời vẫn chưa về nhà được. Tại sao? Mặc dù thi thể Đường Tông Điên đã được đưa đi, nhưng có một vài vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Phải tiếp tục ở lại đây để tiến hành điều tra. Cần Sơ Trần và các y tá phối hợp. Muốn chúng tôi dẫn các anh đi điều tra sao? Đúng vậy. Mong mọi người phối hợp. Vậy được rồi. Cảm ơn. Đi. Tiến lên lục soát. Lục soát. Báo cáo anh Asano, phát hiện hai bịch thuốc trong chậu hoa ở hành lang. Chuyện này là thế nào? Có gì bất thường sao? Thuốc không nên ở trong chậu hoa. Bà biết hai loại thuốc này à? Đây là quinidine, là của phòng thuốc chúng tôi. Cái này chưa thấy bao giờ. Không phải của bệnh viện chúng tôi.
Không ngờ Watanabe lại cẩn thận đến thế, lại móc thuốc giải của tôi rồi. Tôi sợ bị nghi ngờ nên lúc đi không đòi lại thuốc. Vậy phải làm sao? Thời gian gấp rút, chỉ có hơn 20 tiếng đồng hồ. Nếu không lấy được thuốc giải, Đường Tâm Tri sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, không thể đến Bến Tàu được nữa. Phải rồi, đồ của ông Đường đâu? Lúc vào bệnh viện, ông ta chỉ có một túi tài liệu, đã âm thầm kiểm tra nhiều lần, không phát hiện thứ gì liên quan đến tình báo cả. Tôi không mang ra vì sợ khiến Watanabe nghi ngờ. Giờ ai cũng biết trên người Đường Tâm Niên có tin tình báo, hắn sẽ không để tin tình báo ở trong túi tài liệu đâu. Chủ biên, người của tổ chức gián điệp vẫn luôn bám theo xe chúng ta, hành động theo kế hoạch, đến điểm chỉ định đổi xe. Được, tôi hiểu. Nhưng đích đến không phải đến Bến Tàu, mà là tòa soạn. Cho một chiếc xe khác đi vào Nam Kinh, cho bọn chúng bám theo. Tôi hiểu. Đây chính là quinidin, là của phòng thuốc chúng tôi, nhưng không có ghi chép đăng ký sử dụng. Nhưng thuốc trong lọ đã bị đụng đến, còn lọ còn lại tôi vừa cho người kiểm tra, có vẻ là một loại thuốc làm ngưng hoạt động thần kinh, trong nước vẫn chưa có. Phòng thuốc ở bệnh viện này là ai quản lý? Do tôi quản lý. Bà nói loại thuốc này trong nước vẫn chưa có, vậy tại sao nó xuất hiện trong bệnh viện này? Tôi thật sự không biết. Phải, có một lần cô Á Nam vào phòng thuốc lúc nửa đêm, và cả bác sĩ Phùng nữa. Bác sĩ Phùng nào? Là bác sĩ chính của ông Đường. Vì lúc nãy cô ấy quá hoảng sợ nên đã được đưa về nhà rồi. Vậy à, có thể phiền bà mời cô ấy đến một lát không? Bây giờ sao? Bây giờ đi gọi điện đến nhà cô Phùng, nó có chuyện quan trọng phiền cô ấy lập tức đến đây một lát. Rõ. Vũ Phi ngủ chưa? Vẫn chưa, đang ở trong phòng trên kia. Làm khó cho con bé rồi. Ông chủ, sao vậy? Bệnh viện tung tin Đường Tâm Niên suy tim chết, nhưng Cẩm Đường bảo tôi Đường Tâm Niên chết giả, đã được mang đi khỏi bệnh viện rồi. Giả chết sao? Cẩm Đường đâu? Cô ấy bị thương, tôi bảo cô ấy rút trước rồi. Giả chết? Tôi đang nghĩ có khi nào có liên quan đến chỗ thuốc Cẩm Đường đưa cho tôi không? Điều tra ra gói còn lại là thuốc gì chưa? Tôi vừa đi hỏi rồi, mặc dù không biết là thuốc gì, nhưng chủ yếu làm thần kinh ngưng hoạt động. Thần kinh ngưng? Quá giỏi. Đây là kế hoạch bỏ trốn của đảng cộng sản bày cho hắn. Đi, mau ra bến tàu xem sao. Rõ. Cũng cố chấp đấy chứ. Tiểu Mã, còn bao lâu nữa thì tới? Rẽ nữa là đến. Để bọn chúng theo đi, đến tận Nam Kinh luôn. Vất vả cho bọn chúng rồi. Chủ biên, chuyện thuốc giải giải quyết thế nào? Loại thuốc giải này chỉ có đúng một nơi, tối nay không lấy được rồi. Sau khi về tòa soạn, cô phụ trách chăm sóc ông Đường. Ngày mai đi lấy thuốc giải cùng tôi. Được. Phải rồi, bác sĩ chính của Đường Tông Viên Phùng Vũ Phi là em gái của sát thủ Thang Vĩnh Kiều. Phùng Vũ Phi có tham gia hành động của hắn không? Chắc là không. Cô ấy là người rất đơn thuần, cô ấy không biết gì cả. Tiểu Mã, cậu điều tra về Phùng Vũ Phi, nhanh chóng đưa tôi tài liệu về cô ấy. Được, tôi hiểu rồi.
Bọn họ đi làm gì vậy? Xuống xem đi. Sau khi ra ngoài, cứ đi thẳng đến Nam Kinh. Đi. Đi, bám theo. Đi thôi, lập tức đi tòa soạn. Chúng ta phân tích chút đi. Đường Tống Điên giả chết đã có kế hoạch từ trước. Mặc dù bị Watanabe phá gan, nhưng bọn chúng vẫn thoát ra khỏi bệnh viện rồi. Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa tới? Có khi nào có chỗ khác để lên thuyền không? Giám đốc Dương của bến tàu đã nói rất rõ rồi. Người có tòa soạn thời đại đã chọn chỗ này. Không lẽ kế hoạch của họ có thay đổi? Tại sao phải thay đổi? Mấy giờ rồi? 11 giờ rưỡi. Đi thôi. Chắc họ không đến đâu. Đây là ghi chép dùng thuốc của ông Đường. Đây là bệnh án của ông ấy. Còn đây là ghi chép về việc ăn uống hàng ngày. Báo cáo. Trưởng ban, đã tìm được toàn bộ tài liệu. Điều tra hết bác sĩ y tá rồi chứ? Ngoài bác sĩ Phùng thì điều tra rồi. Không phát hiện gì. Kiểm tra văn phòng của cô ta chưa? Kiểm tra cả rồi. Sơ Trần, phiền bà, đưa tôi đến văn phòng của ấy xem một chút. Được. Anh Watanabe, đây là văn phòng bác sĩ Phùng. Trưởng ban, những văn kiện này chúng tôi đã kiểm tra cả rồi. Sơ Trần, bình thường bác sĩ Phùng hay qua lại với ai? Bác sĩ Phùng vừa đi du học về, không có gì bạn bè ở trong nước. Nhưng dạo này cô ấy có vẻ khá thân với Á Nam. Người nhà cô ấy thì sao? Họ làm gì vậy? Cái này tôi không biết. Có thể đưa con gái ra nước ngoài du học, gia cảnh có lẽ không tồi. Phải rồi, cha cô ấy từng đến bệnh viện một lần. Bà từng gặp cha cô ấy chưa? Rồi. Có phải người này không? Đúng vậy, ông ấy chính là cha của bác sĩ Phùng. Cô ấy tên gì? Phùng Vũ Phi. Rõ. Bao giờ thì cô ấy đến được? Chúng tôi gọi điện rồi. Cô ấy đang trên đường tới. Chắc là đến ngay thôi. Sơ Trần, bác sĩ Phùng tới rồi. Bác sĩ Phùng, có chuyện gì vậy Sơ Trần? Họ muốn điều tra tình hình của ông Đường. Vì cô là bác sĩ chính của ông Đường nên muốn hỏi cô một số vấn đề. Bác sĩ Phùng, xin lỗi, cần kiểm tra một chút.
chúng tôi là người của tổ chức gián điệp. Đây là trưởng bàn của chúng tôi, anh Watanabe. Ghi chép dùng thuốc và bệnh tình đều do cô viết à? Đúng là tôi viết. Tôi muốn hỏi quinidine là thế nào? Quinidine gì? Trong những loại thuốc ông Đường dùng không có quinidine. Trong ghi chép dùng thuốc không có viết. Sao quinidine lại xuất hiện trong phòng phối thuốc? Chuyện đó không thể nào. Đây là phòng phối thuốc chuyên dụng của ông Đường. Bệnh của ông ấy không cần đến quinidine. Cô Phùng, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô Phùng, bình thường ngoài cô còn có những ai có thể vào phòng phối thuốc? Phòng phối thuốc không có quy định đặc biệt, ai cũng có thể vào được. Y tá cũng có thể vào đó phối thuốc. Vậy bình thường khi nói chuyện với cô, ông đừng có nói chuyện công việc của ông ấy không? Ông ấy chưa từng nói chuyện công việc với tôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện bệnh tình. Cô có phát hiện ra ông ấy có hành động gì không bình thường không? Từ khi vào viện, ông ấy chỉ nằm trên giường. Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Rốt cuộc ông ấy có hành động bất thường gì được? Ví dụ, ông ấy có nói cho cô biết về thứ ông ấy để ý nhất không? Cái này tôi không để ý. Được rồi, cô về được rồi đó. Trưởng ban, mấy hôm nay bác sĩ Phùng chăm sóc ông Đường rất vất vả, về nghỉ ngơi sớm thôi. Bác sĩ Phùng, nếu cần giúp đỡ gì, chúng tôi sẽ làm phiền cô sao? Cô có thể về. Anh thật sự tin lời của Phùng Vũ Phi nói sao? Giờ thì chưa xác định được. Nhưng cô ta đã rời khỏi bệnh viện một lần, hơn nữa cũng đã về nhà. Cho dù là có vấn đề thì cũng không tìm ra cái gì có giá trị đâu. Đúng vậy. Nhưng ít nhất giờ tôi có thể khẳng định được, khi đó ở hiện trường, ngoài Phùng Vũ Phi, Tanaka và Á Nam, nhất định còn có một người khác nữa.